What up, xin chào tất cả các bạn và tôi là Kamakudi. Rất vinh dự được đồng hành cùng với các bạn trong chương trình Đi Cùng Việc Hip Hop số thứ 2. Và hiện tại tôi đang có mặt tại Trạm Tabu, một trong những đơn vị tài trợ chính của chương trình, với một phần thưởng cho một ca khúc đã có thành tích trụ hạng 2 tuần liên tiếp trong tháng 8, có tên là Better Day. Và các bạn có biết chủ nhân của giải thưởng này là ai không? Xin mời cùng tôi thực hiện một cuộc gọi điện thoại ngay lập tức để xem anh ta đang ở đâu nha. Alo, thầy Son hả thầy ơi? Alo, thầy đang tới đâu rồi thầy ơi? Em đang qua ạ, à, nãy đi Nam Y chở em, tại bệnh em mất em mất quán. Ok, rồi, tất cả mọi người đang ở đây nha. Và ok, các bạn đã biết nhân vật sắp tới chúng ta sẽ cùng trò chuyện là ai chưa? Bí mật sẽ được bật mí trong ít phút nữa. Wow, mình đã phát hiện ra từ đằng xa nhân vật chính của ngày hôm nay, thầy Son của chúng ta thưa các bạn. Oh yes, nice to meet you. Chào tất cả anh em Việt Hop, mình đang ở Tabu cùng anh Kamakudi để đồng hành cùng các bạn chương trình. Yes. Các bạn đã sẵn sàng cùng khám phá giải thưởng và tham quan Trạm Tabu chưa? Dạ, wow, thật là đẹp. Chào, anh là Kamakudi và nghệ sĩ nhận được phần thưởng của tháng này là Son 7. Em có thể giới thiệu sơ nét về mình? Dạ, em là Phát, hiện tại em là đang là quản lý của Trạm Tabu. Thì hôm nay biết tin là hai đến đây, cho nên là hôm nay em sẽ ra dẫn hai anh tham quan một vòng cửa hàng của em ha. Dạ. Wow. Ok, thầy đi trước đi thầy. Dạ ok, trước tiên thì khi tới đây thì em sẽ giới thiệu anh về cái kệ phụ kiện của bên em ha. Thì hiện tại bên em ngoài kinh doanh về sản phẩm về giày dép ra thì bên em có kinh doanh một số phụ kiện cho giày. Ví dụ như đây là một cái hãng Grip thì khá là nổi tiếng của anh rồi. Thì hãng Grip này nó sẽ có chai này, thì nó là một chai dung dịch về phủ lên giày để giúp giày mình chống nước, chống vết bẩn, chống gì đó bám lên giày mình rất là tốt. Ngoài ra thì nó sẽ có một cục này thì gọi là cục gom á. Thì cục này thì khi mà mình bị dính vết bẩn, giống như là anh cứ tưởng tượng gom mà xó trên giấy, à đúng rồi, giống như này dùng cho giày đó. Dạ yeah, ok. Dạ yeah, thì sắp tới thì bên em sẽ có cho ra mắt một loại sản phẩm. Thì sản phẩm đó là dung dịch vệ sinh giày. Thì ví dụ như giày mình dơ hay là mình đi ngoài đường mình bị gì đó, mình có thể trực tiếp xử lý ngoài đường luôn, rất là tiện hơn, không cần phải giặt ở nhà. Dạ yeah, ok. Thì tiếp theo đây là về phụ kiện về áo mưa giày. Thì hiện tại thời tiết mình đang khá là mưa nhiều á, cho nên là những cái này nó giúp bảo vệ đôi giày mình đỡ bị ướt, đỡ bị ẩm mốc hôi. Thì sản phẩm này khá là tốt và giá thành nó cũng không có mắc lắm đâu, nó khoảng 89.000 một sản phẩm như thế này thôi. Thầy sao muốn mở ra cho thử rồi. À dạ. Dạ, nó sẽ là bằng nhựa, nó giống như áo mưa của mình ở ngoài vậy ạ. Dạ. Dạ. Dạ đúng rồi ạ. Dạ hiện tại thì cửa hàng của Trạm Tabu thì thành lập khoảng 4 năm rồi. Nhưng mà chi nhánh đầu tiên thì nằm ở chi nhánh số 766 ở Cách Mạng 8. Nhưng mà vì ở đó mặt bằng một số vấn đề cho nên là mình chuyển qua đây. Thì hiện tại thì Trạm đang có khoảng trên có hai chi nhánh. Chi nhánh ở 250/4 Hai Bà Trưng, phường Tân Định, quận 1, đối diện nhà thờ màu hồng ấy. Và chi nhánh ở đây là 387/12 13, quận 10. Dạ. Từ lúc mà mới bắt đầu làm thì bên em chọn cái ram màu là màu hồng. Vì sao lại chọn như vậy? Tại vì khi mà mình nghĩ tới màu hồng á thì mình lại nghĩ là một cái màu gì đó nó rất là bánh bèo á, gọi là bánh bèo á. Nhưng mà thật ra thì bên em dùng cái màu hồng đó để khi mà khách hàng tới đây á thì bên em mong muốn là đem một cái dịch vụ nào đó nó tốt nhất, nó vui vẻ nhất, nó hài lòng nhất tới khách hàng. Đó là những cái mà phương châm màu hồng bên em đem tới cho khách hàng ạ. Dạ ok, thì khi mà đi anh bước vào trong đây á thì mình sẽ có một cái kệ dép. Thì em không dám nhận nhưng mà hiện tại về mẫu dép thì bên em nó khoảng nằm top 1, top 2 ở cái miền Nam này về số mẫu dép. Bên em có nhiều, rất là nhiều. Dép thì bên em sẽ dao động từ 850 cho tới 1.650.000 tùy vào những cái dòng mà. Dạ đúng rồi ạ. Tại vì thứ nhất là dép nó tiện, mình đi đâu cũng được, mình đỡ phải sọt giày vô rất là khó khăn. Dạ đúng rồi, tất cả đều là nam nữ đều có size hết. Có size là mình mang được thôi chứ nó không có phân biệt là này dành cho nam, này dành cho nữ.
Ví dụ như là nhiều bạn nam bên em kiểu tới đây á, kiểu tôi nhất quyết tôi lấy cái đầu màu hồng này, kiểu thích màu hồng thôi, dạ kiểu vậy. Ok thì mình đi vô trong á, thì về giày á, thì bên em sẽ hiện tại trạm thì chỉ kinh doanh 3 dòng giày chính, đó là Nike, Adidas và Jordan thôi. Thì cho nên là về cái concept mà trưng bày á, thì bên em sẽ trưng bên đây là Adidas, còn bên đây là Nike và Jordan. Dạ, thì với lại thì về tầm giá cũng như là đối tượng bên em á, thì bên em chỉ bán những cái giày mà nó trung bình, cho nên là tầm giá nó sẽ dao động từ 2 đến 5 triệu thôi, tất cả những dòng giày đó. Nhưng mà như vậy thì nó không phải hết, là có nghĩa là khi mà khách hàng tới, ủa anh chị chỉ bán 2-5 triệu thôi. Ví dụ như là nhu cầu, ví dụ như là anh chị cần những cái đôi giá nó cao hơn, ví dụ như là từ 10-15 triệu hay là tất cả những dòng gì đó, thì trạm vẫn có nhận đặt riêng cho những khách đó. Hoặc là ở trạm thì hiện tại cũng có những cái sản phẩm khá là đắt, ví dụ như là đôi Air Force One này, thì đây là bản collab của Nike với lại GD, thành viên của nhóm Big Ben ấy à. Thì hiện tại giá thị trường nó sẽ dao động khoảng 16-17 triệu. Dạ đúng rồi ạ. Khi mà bước chân vào đây thì em cảm giác như thế nào? Cảm giác ấn tượng nhất là cái màu hồng chứ anh. Nhưng mà cái màu hồng này thì em thấy nó mát mẻ gì, kiểu như tạo mình cảm giác thoải mái, anh nhìn vô êm đềm đềm lại. Ở đây nó có một cái máy game rất là đặc biệt, chắc mình cùng khám phá. Em có thể nói sơ cho anh và anh Son biết là cái đó là như thế nào. Thì đây là một cái máy chơi game, thì nó là giống như mình máy gấp thú ở ngoài vậy á, thì này đổi lại mình sẽ gấp giày đó. Và những lần mình chơi á thì nó sẽ có những đôi giày mình trưng ở đây. Dạ thì như anh thấy thì tủ giày của anh, tủ này hiện tại nó đang có một số lỗ bị trống rồi, thì là những khách hàng chơi trước đã trúng hết rồi. Dạ đúng rồi ạ, dạ trúng thật thật sự ạ. Dạ dạ ok, đây em hướng dẫn cho tụi anh nha. Dạ anh đợi em xíu ạ. Đây là thật sự lần đầu tiên luôn á, mình cảm thấy có một cái tủ gấp giày nó như vậy luôn á. Mình cũng không phải là tay sát thú, nhưng mà biết đâu mình có thể là một tay sát giày thì sao? Thầy Son nghĩ sao thầy? Thầy thử liền chứ sao anh? Một lần đầu tiên em thấy là có mô hình gấp giày luôn anh. Phát cho tụi anh mấy cái nha. Trước đi thầy. Giống như máy gấp thú thôi, mình cứ bỏ vô đây. Rồi nhưng sao? Mỏng manh. Rồi. Cái thì cách chơi thì mình cứ đẩy đến một cái hàng, mình cứ canh cái này là đẩy qua đẩy lại, thì mình cứ đẩy tới cái hàng nào đó mình muốn, sau đó mình giữ cái này tới cái thầy có tự tin không thầy ơi? Cũng chưa chắc lắm anh ơi, giờ mới thử nè. Yes, good luck nha. Xong một lượt vậy, làm lại đi này, xé nháp các bạn. Những cái máy này nhập về từ đâu ta? Dạ, bên em nhập về từ Trung Quốc ạ. Wow, tôi đã biết thầy tâm tê em nào rồi nha. Vô. Ủa? À chỉ cần đẩy vô là được. Dạ, thử anh. Thôi cho em một cơ hội, nhất quá tam. Cái cuối cùng nha các bạn. Đó. Wow. Vẫn mai có mỉm cười với thầy Son của ta không? Yeah, vô. Bây giờ tới mình ra tay đi. Đúng rồi. Đúng rồi, không cần trình độ thì anh, chỉ cần trời độ thì anh. Đúng là không cần trình độ thì phải cần trời độ rồi.
ra thấy được rồi. Nghi ngờ quá. Nghi ngờ có khả năng của mình thôi em ơi. Đúng rồi, nghi ngờ có khả năng của mình quá. Thì về cái giá cả ở đây, các mặt hàng thì như thế nào em? À, giá cả thì hiện tại bên em tập trung những dòng giày trung bình thôi, cho nên nó sẽ dao động từ 2-5 triệu đó, và tất cả những dòng giày ở đây. Và nếu như mà mình có nhu cầu về những cái dòng giày cao hơn thì bên em có thể nhận đặt riêng cho khách. Thầy có gu này là có gu của thầy không thầy? Thì nói chung là em là thích Nike hết rồi đó anh. Vậy thì cái mục đích của cái chuyến viếng thăm hôm nay đó là trao cho thầy một món quà. Chúng ta không chờ lâu điều đó nữa. Ok, nôn nóng. Yes. Và như các bạn cũng đã biết, thầy Son Better Day ca khúc đã trụ hạng 2 tuần liên tiếp trong tháng 8, xứng đáng nhận được một phần quà từ nhà tài trợ Chạm Tabu. Và đây, wow. Đây anh em. Phần thưởng của Tabu dành cho mình. Mình rất cảm ơn tất cả các anh em khán giả của Việt Hip Hop đã ủng hộ cho mình trong bài Best Day tháng 8 vừa qua. Vậy cảm ơn anh em rất nhiều anh em ơi. Ok, cảm ơn Chạm Tabu đã có một phần quà hết sức ý nghĩa. Và phần thưởng thì cũng đã trao cho chủ nhân rồi. Một lần nữa thì Việt Hip Hop xin chân thành cảm ơn Chạm Tabu đã hết sức là chu đáo với phần quà này. Và không để các bạn chờ lâu, chúng ta cùng khám phá thêm một không gian nữa, một thành viên hết sức quan trọng của DCOD. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta cùng nhau đi nha. Đi thôi thầy. Tạm biệt. Cảm ơn bạn. Cảm ơn Phát. Chúc bạn buôn mai bán đắt. Dạ, cảm ơn anh. What up. Và hiện tại Kamakudi và thầy Son đang ở tại nhà hàng Sen Healthy Juice and Food. Thì không gian nơi đây được tạo nên bởi một người em, một người bạn và cũng là một người nghệ sĩ hết sức quan trọng trong DCOD, đó chính là Juno. Và để cùng khám phá không gian này chắc phải nhờ thầy Son hướng dẫn và để mình vào sâu trong trải nghiệm cùng với anh em các bạn nha. Ok, chắc là các anh em DCOD đang tập trung rất là đông đủ trên lầu, mình nhanh chóng lên lầu thôi các bạn. Oh yeah. Chào các bạn Việt Hip Hop. Hôm nay rất là vinh dự được đến chào. Oh, nice to meet you. What up. Và tôi là Kamakudi. Hiện tại thì Kamakudi đang ngồi trong một cái không gian rất xanh và tĩnh lặng của nhà hàng Sen Healthy Juice and Food. Nơi đây cũng là một cái công trình được tạo nên bởi những người anh em thân thiết của DCOD, và xung quanh Kamakudi là những gương mặt không thể thiếu được của một cái tổ chức âm nhạc hip hop đã và đang có những cái đóng góp rất là lớn cho nền hip hop Việt Nam. Và để không làm mất thời gian của các bạn, mình sẽ giao lưu và để xem coi tất cả những người anh em ở đây là một thành tố như thế nào trong tổ chức này. Em có thể giới thiệu sơ nét về mình. Xin chào các bạn, mình là Em Kid, mình là Young Artist tại DCOD và mình bắt đầu hoạt động âm nhạc tại DCOD vào đầu năm 2020. Ok, còn người kế bên tôi. Yeah. Chào tất cả các anh em, mình là Soul đến từ DCOD. Và cái vai trò của mình ở trong DCOD cũng như nghe hàng tất cả anh em thôi, cũng là một người làm nhạc cùng tất cả anh em. Yeah. Và kế bên mình là người anh em gắn bó của mình. Hello anh em, mình tên là Juno DCOD. Trong DCOD thì mình là chú đầu bếp vui vẻ. Nếu mà anh em nào mà đang chiều có thể đói á, ghé nhà hàng Sen, chính tay đầu bếp Juno sẽ nấu cho các bạn các món ăn. Yo, xin chào tất cả mọi người, mình là Rob Lin. Thì mình đã gặp anh em DCOD vào khoảng năm 2015. Thì hiện tại mình không có vai trò gì rõ ràng, nhưng mà mình đã cùng với một người bạn nữa, đó là Dobby, không có mặt ở đây ngày hôm nay.
thường tổ chức các cái sự kiện Homie Money Week mỗi năm party sinh nhật của anh em DCOD. Thì trải qua một cái thời gian hình thành và phát triển, thì chắc xin hỏi thầy Son cũng như là một người anh, một người thầy, một người lãnh đạo tinh thần, thì bản thân lý tưởng của cái DCOD, của tổ chức DCOD về âm nhạc cũng như là sự quây quần của các anh em là như nào? Cũng như là tất cả anh em làm nhạc khác thôi. Thứ nhất là làm nhạc vì đam mê trước, còn cái thứ hai là mình làm để mình nói lên những cái vấn đề cuộc sống của mình, để thay đổi, thứ nhất thay đổi cá nhân của mình, thứ hai là thay đổi được cái một cái thành phần nào đó, còn xa hơn thì mình thay đổi được cộng đồng nào đó, là vậy. Vậy là cái sứ mạng âm nhạc của anh là tạo ra một cái động lực để thay đổi. Còn anh Juno, cái lý tưởng về âm nhạc của anh như thế nào? Đối với em thì âm nhạc đến với em nó rất là bất ngờ, tại vì nó đến với em trong khoảng thời gian còn học, đi học cấp 2. Cho nên đối với em thì âm nhạc lúc đó nó cũng gọi như là một cái thú vui khác với lại những người xung quanh còn lại trước. Thì khi mà em đang đi theo con đường âm nhạc này, em cảm thấy giống như là có những cái chuyện mà mình không thể nào mà mình nói với nhau được bằng lời đối mặt với nhau á, thì em mang lên âm nhạc em nói luôn một lần. Không phải là chỉ có những chuyện là liên quan đến cuộc sống đi học của em không, mà nó còn liên quan đến gia đình, nó còn liên quan đến sau này nữa. Và âm nhạc của em nó thể hiện sự thay đổi, như là cái sự trưởng thành của em trong mỗi ngày. Em chỉ biết như vậy thôi, chứ em không có mưu cầu gì hơn trong âm nhạc hết. Và kế bên tôi thì người anh em này là một nghệ sĩ mới vào team. Thì em có thể cho tất cả các khán giả ở đây biết là vì sao em lại chọn DCOD? Nói đến DCOD thì em gặp anh em cũng là một cơ duyên, là cũng anh em gặp nhau uống cà phê rồi chơi chung. Nói về tính về thời gian mà em chơi với tất cả mấy anh DCOD thì khoảng tầm 2 năm về trước. Thì chơi với nhau rồi bắt đầu nghe anh em làm nhạc. Anh thấy anh em làm nhạc hay, đúng như cái suy nghĩ của mình và cái hoàn cảnh của mình. Tại sao mình không như anh em làm những cái bài nhạc nào đó nói lên cái ước muốn của mình. Thì em mới hoạt động âm nhạc và tìm hiểu cùng các anh em đi siêu đi. Còn mình xin được hỏi nhà tổ chức của DCOD thì cái tinh thần của những cái buổi tiệc mà bạn mong muốn mang đến cho khán giả là như thế nào? Lần đầu tiên thì mình chỉ nghĩ là một bữa tiệc sinh nhật của anh em thôi. Thì ở đây anh em DCOD thường sinh những cái ngày sinh khác nhau và cũng không có nhiều cơ hội để tổ chức sinh nhật cho mình, thì anh em lấy một cái ngày sinh nhật chung của nhóm là 20 tháng 5. Thì mới đầu thì với tiêu chí tụi mình là chỉ thỏa mãn đam mê cho anh em muốn đứng trên sân khấu hoặc là bùng phát năng lượng của mình hay là gì đó, chứ hoàn toàn thì không có cái mục đích ban đầu là phải mang đến cho mọi người một cái gì đó. Chỉ là anh em muốn thỏa cái đam mê của mình, muốn được rap cho mọi người nghe, hoặc là muốn cho người ta thấy cái trải nghiệm của anh em trong mỗi cái bài rap. Xin được hỏi thầy Son, đó là cái thành viên của mình từ trước lúc mới thành lập và cho tới nay thì đã là bao nhiêu rồi, và ví dụ như thầy cảm thấy là trên cả nước thì khu vực nào là cái lực lượng những người lắng nghe DCOD mạnh mẽ nhất? Nếu nói tới thời điểm hiện tại thì nếu mà nói về số lượng của anh em đi COD thì không nhau. Dạ, anh em đếm nhau. Hàng mấy ba chục người. Về hàng mấy ba chục người nó sẽ còn gia tăng hơn nữa trong tương lai. Hiện tại thì chắc chắn là ở Sài Gòn rồi anh. Còn thứ hai nữa là Hà Nội anh. Hà Nội có đợt em cũng được ra diễn ở Hà Nội một lần rồi, thấy khán giả Hà Nội cũng rất là nhiệt anh. Hà Nội là Sài Gòn là hai nơi chủ yếu. Có thành viên nào của DCOD ở Hà Nội không ta? Có anh. Có Matt P, aka Killer B là đang ở Hà Nội luôn anh. Wow. Yeah. Người ra làm ra những cái logo quyến rũ. Em có nào, Juno có thể nói thêm về một nhân vật ở đầu cầu Hà Nội đi. Matt P hả anh?
Maxby là không có gì phải nói luôn á. Thứ nhất á, nếu mà để nói Maxby á là quá dễ thương. Cái thứ hai á là bớt hung má nhau lại. Tại vì lâu ngày anh em gặp nhau á, đây là không phải chỉ có tình yêu không nha, mà là anh em gặp nhau, tình anh em á, gặp lại nhau á, cái hung má nó rất là có ý nghĩa luôn. Như nước ngoài rồi đúng không? Đúng rồi, rất là có ý nghĩa luôn, đừng nghĩ đến chuyện gì khác. Và Maxby cũng là người em trai đầu tiên hung lên má em, ngoài em ruột em luôn. Yes. Còn mà để nói về những sản phẩm của Maxby thì em không cần phải nói nhiều nữa. Tại vì có rất là nhiều sản phẩm của Maxby hiện giờ đang làm banner, là thumbnail cho rất là nhiều bài nhạc rap Việt trụ view hiện nay. Và các bạn cũng đã thấy là DCOD qua một cái quá trình hình thành và phát triển cũng đã là một cái nơi hội tụ rất nhiều những gương mặt tinh anh, và mỗi thành phần của DCOD đều làm nên một cái vẻ đẹp rực rỡ của bức tranh này. Một cái cảm giác rất là salad các bạn. Và nếu như các bạn còn ngần ngại, chần chờ, hãy đến ngay với Sen Healthy Juice and Food 60-2 Lý Chính Thắng, vì bạn sẽ có cơ hội được chính đầu bếp Juno SK vừa bắn flow, vừa trình bày cho các bạn một phần thức ăn không thể cưỡng lại được. Và cái tinh thần của nó sẽ là healthy, khỏe mạnh, đúng không Juno? Em có là gì chia sẻ với tất cả khán giả của Việt Hip Hop về cái tinh thần ẩm thực của em cũng giống như là âm nhạc của em không? Tinh thần về ẩm thực hả? Nói gì thì nó hơi cao quá so với em. Tại vì em cũng chỉ là một người thích nấu ăn và muốn nấu ăn thôi. Thì thường á là thôi cho em chia sẻ luôn, cho em chiếm sóng một tí nha. Em thích nấu ăn á là tại vì ngày trước á ở nhà em á, bố em sẽ là người nấu ăn cho cả gia đình. Thì khi mà bố không còn ở chung với lại gia đình nữa, thì em muốn em là người sẽ nấu ăn cho gia đình của mình. Thì khi mà mình muốn học nấu ăn á, thì em đâu biết học ai đâu. Em phải lên mạng, em lên YouTube á, em gõ ra học món này, món nọ, món này, món nọ. Thì càng vô sâu thì nó càng mở ra cho em nhiều cái nữa. Em thấy đù, nấu ăn nó không phải là một cái dạng nấu ăn bình thường nữa rồi. Nó cũng không phải là dạng như là trang trí về bạo bình thường nữa rồi, mà nó gọi là cả một nghệ thuật luôn. Từ những cái nhỏ nhất đến cái những cái lớn nhất luôn. Thì em mới cảm thấy là wow, nếu như mà mình có thể làm cái này cho người nhà mình ăn thì giống như là mình được ăn nhà hàng tại nhà vậy anh. Đó, cái cảm giác mà ăn nhà hàng tại nhà là cái hay nhất mà bản thân em và cả gia đình em ai cũng muốn được như vậy hết. Thì em mới bắt đầu đi học bếp. Em học bếp xong em lại đẩy riêng cái bằng ở đó. Rồi em cũng chơi nhảy âm nhạc khoảng chừng 2-3 năm nữa. Rồi em mới nhận ra một điều là mẹ em già rồi. Em không muốn cái khoảng thời gian mà mẹ em già rồi á, không muốn có khoảng thời gian là mình phải vắng bóng nhà quá nhiều vì đi diễn âm nhạc hay đi này nọ. Thứ nhất á là mẹ mình sẽ cảm thấy là mất hơi con ở nhà, mất cái hơi của em ở nhà. Cái thứ hai là sẽ cảm thấy không yên tâm cho em sau này, là không lẽ em cứ nhạt nhẽo như vậy hoài sao, tại vì người lớn họ không có cái nhìn giống như em nghĩ. Thì em mới muốn là thôi chắc giờ mình phải làm cái gì đó để cho gia đình mình yên tâm. Thì em chọn là chắc ngoài cái việc viết nhạc ra thì em chỉ có thể bước vô bếp nữa thôi, chứ em không biết làm cái gì khác. Thì em đi làm bếp khoảng chừng 1 năm, em tự ra em tự mở quán riêng luôn. Dạ. Quá là tuyệt vời các bạn. Không biết thầy Son nghĩ như thế nào về đồ ăn của người em, người bạn của mình? Nói chân thật nha. Khi mà lần đầu tiên mà mình nghe Juno làm bếp cho chính quán của Juno luôn, thì lúc đó mình ở quê mình rất là hào hứng, muốn chạy vô Sài Gòn để mà gặp Juno, để Juno nấu cho mình một cái món. Để bây giờ thì cảm thấy nói chung là không còn gì mà tuyệt vời hơn nữa. Nói chung là có đó là không phải là vấn đề mà thức ăn ngon hay là cái gì, nó vấn đề là cái cảm xúc của mình á, khi là được người em của mình nấu cho mình ăn, cái đó là quan trọng nhất. Ghê. Không có bị bỏ độc đúng không? Còn em thì sao? Trải nghiệm món salad này thì em có cảm giác như thế nào? Thì em là người ăn những cái món rau thì em thấy lạc lắm, nhưng mà Juno thì có mấy cái sốt, em thì thích ăn sốt. Thì những cái món salad của Juno hoặc là những cái món xào khác nó có cái sốt đặc biệt thì em thích, thì nó làm cho cái miệng của em cảm thấy thoải mái, nên em thấy ngon thì em thích thôi. Thì mấy bạn nào muốn trải nghiệm thử thì ở đây Juno hãy tới quán Sen, thì có nhiều cái option cho mấy bạn phù hợp với cái
cái khẩu vị của mỗi người. Thì ở đây mình đang ăn cái sốt chanh dây thì mình rất là thấy thích cái sốt này. Nè, mình nói cho các bạn nghe, các bạn không cần phải nghe quá nhiều đâu. Muốn biết thì hãy đến quán Sen 60-2A Lý Chính Thắng, phường 8, quận 3. Mình sẽ bắn ráp và làm đồ ăn cho các bạn nghe. Em có nghĩ là đồ ăn ngon nó có thể giúp cho em ráp hay hơn không? Dạ, theo em thì với tinh thần ăn uống của em thì điều đó là có thể. Tại vì để muốn một tâm trạng thoải mái, thứ nhất là mình phải ăn. Nhưng mà ăn ngon nó lại giúp cho mình thoải mái hơn nữa. Và đặc biệt là ăn món của anh Juno làm thì phải là bùng nổ hơn nữa. Cảm giác thật là vô mod. Ok. Cái này em tự phát hiện ra thôi. Thì những cái người mà ăn cay á, người ta rap nhanh lắm, giống như là Juno ăn, người ăn rất là cay ở trong DCOD luôn. Mà rap rất là nhanh luôn. Còn thầy Son ăn cái gì mà rap sầu thế? Giờ ăn gì đâu anh? Mình cũng đang ngồi đây ăn. Đang ngồi đây ăn món của Juno này anh. Sau khi trải nghiệm cái món salad tuyệt vời của Juno thì chúng ta phải trở lại với câu chuyện thời cuộc. Đó chính là mình xin được phép hỏi những thành viên anh em DCOD ở đây là gần đây thì cái bầu không khí rap nó đã bao trùm lấy toàn bộ thành phố này. Đó là một cái tín hiệu rất là đáng mừng. Thì xin hỏi là đầu tiên hỏi thầy Son có cảm nhận gì về hai cái chương trình Rap Việt và King of Rap mạnh nhất đang diễn ra? Trước tiên thì khi nghe được Rap Việt có hai cái chương trình phát sóng trên TV như vậy thì mình rất là hào hứng trước đã. Rồi về sau khi nó phát sóng trên TV thì biết những anh em của mình có dự thi trong đó, cả hai chương trình luôn thì đều có anh em của mình hết. Bên King of Rap thì có V-Show với M-Free. Còn bên Rap Việt thì rất là nhiều anh em mình đã làm việc chung như Ricky Star, Lăng LD, 16 Tip chẳng hạn. Rất là nhiều anh em. Thì theo mình thấy về hai chương trình thì chương trình nào cũng là đáng được tôn trọng hết. Cho dù nếu nói về lỗi thì cái nào cũng có lỗi hết. Nó không có cái nào mà hoàn hảo được. Nhưng mà hai chương trình đó mình thấy rất là đáng tôn trọng tại thời điểm bây giờ cho nhạc rap bây giờ. Cho nên so sánh thì nó không có thể nào mà so sánh được. Kiểu là mình respect hai bên, cùng cố gắng lên. Yeah. Còn anh Juno, nhà bếp có làm anh cảm thấy bức rứt bồn chồn khi không có mặt trong hai cuộc thi năm nay không? Bức rứt bồn chồn là chắc chắn phải có rồi đó. Nhưng mà khi mà trước khi nói đến bức rứt bồn chồn á thì em luôn là cảm thấy là sướng. Nó đã, vậy nó vui, là để cho thứ nhất là vui á, là tại vì nhạc rap mình nó bây giờ là nó phủ sóng toàn quốc luôn rồi. Không chỉ cả những người trẻ như mình hay là những người mà thanh niên gì nữa rồi, mà kể cả mẹ em cũng coi nữa, cũng hỏi là sao con không đi thi này nọ. Thì em là cảm thấy là hai chương trình đó nó không có cái gì để mà phải chê hết á. Em cảm thấy nó rất là vui luôn, đằng khác tạo cho anh em được cái sân chơi, mang đến âm nhạc của mỗi người cho đến gần nhiều người nghe hơn, tất cả mọi tầng lớp lứa tuổi luôn, chứ không bị giới hạn bởi một lứa tuổi nào hết. Thì cái đó là điều rất cần thiết cho Rap Việt, và nó cũng rất xứng đáng lại những cái bạn mà đặt hết tâm huyết all in vào trong cái đam mê âm nhạc này. Thì đây là những cái mà em thấy là nên tổ chức nhiều hơn nữa, nhiều chương trình hơn nữa. Còn để mà so sánh hai chương trình King of Rap, Rap Việt với nhau á, thì em thấy là chương trình King of Rap tên nó dài hơn chương trình Rap Việt. Xin được hỏi nhà tổ chức của DCOD á, là anh có lo ngại cái tình trạng là sau hai chương trình này thì cát-xê của các nghệ sĩ nó sẽ lên giá và nó sẽ ảnh hưởng tới chi phí tổ chức của bên anh hay không? Cái này thì em cũng chưa nghĩ tới nữa. Thường là cái bữa tiệc khi mà DC Gang tổ chức thì thường là mình mời những nghệ sĩ khác với một cái sự respect nhiều hơn là những cái chuyện cát-xê. Thì
trước đó thì anh Son cũng đã tạo một cái sự respect cho DC Gang rất là nhiều để các cái anh em nghệ sĩ artist tới có thể tham dự cái bữa tiệc sinh nhật của DCOD. Thì một phần cũng là nhờ anh Son rất là nhiều, cảm ơn anh Son về cái vấn đề mà đã hỗ trợ DC Gang được cái sự respect của mấy artist khác và luôn giữ được giá tốt. Dạ đúng chính xác. Không rớt giá. Không rớt giá. Thì bản thân em xin được dành câu hỏi cho newbie, một cái thế hệ mới, một cái mầm xanh. Thì bản thân em thấy là những cái người đi trước đã truyền đến cho em một cái nguồn cảm hứng gì để em tiếp tục theo đuổi sự nghiệp rap? Nguồn cảm hứng mà của các anh để lại, để gọi lại ngọn lửa trong em, đó chính là sự cố gắng và thành công. Mà em biết là tất cả anh em trong DC Gang, mỗi người đều có một hoàn cảnh khó nói. Nhưng mà tới thời điểm hiện tại nhìn lại, tất cả mọi người đều vượt qua và thành công. Và điều đó em muốn đưa lên vào nhạc. Và em muốn, đó là truyền cảm hứng em rất nhiều khi mà em làm nên những cái sản phẩm. Ok, đây là một cái câu hỏi thử thách dành cho những người đang có mặt ở đây. Và mình sẽ muốn hỏi là với mỗi chương trình thì những thành viên ở đây có dự đoán ai sẽ là ngôi vô địch? Bây giờ câu hỏi sẽ được truyền đi cho Ravi, Ricky Star. Wow, tại sao? Vì màu sắc của âm nhạc của anh Ricky Star khá là phong phú, màu nhạc không giống ai và rất là bắt tai và catchy. Yeah. Riêng mình á, thì mình có bổ sung thêm á, là mình thấy á, một cái sự bền bỉ nó sẽ là một cái hành trình để đưa người nghệ sĩ đến vinh quang một cách thực chất nhất. Đó là điều mình cũng đồng cảm là mình thấy ở Ricky Star. Còn thầy Son, thầy có dự đoán ai giật giải không thầy Son? Bên King of Rap á, thì có theo dõi là mình thấy homies Woody của ở Hà Nội, mình thấy tiềm năng, mình đang hy vọng vào người anh em đó. Còn về gà nhà thì sao thầy? Thì anh em mình thì không bàn tán tới rồi, tại vì mình biết anh em vô đó vì mục đích gì, chứ không phải là để mà kiểu như là phải quyết định là lấy giải thắng giải là không. Còn anh Juno, anh đặt cược vào ai? Cho em hỏi là ai ghi cái kèo này vậy? Nếu mà cái kèo này có thiệt á là phải chuẩn cho đàng hoàng nha, chứ không có thua tiền nữa. Bên King of Rap á thì nói thật là em chưa có coi đủ tập, tại vì em bận làm nhiều cho nên là em chỉ coi lén thấy một vài tập thôi. Thì em cảm thấy là Woody vẫn là người có cái tiềm năng lớn nhất ở trong đó, tại vì em cảm thấy là Woody khi mà em nghe vô á, nó không có phải là một cái gọi dạng gọi là bài thi nữa rồi. Em cảm giác giống như là mình đang coi một buổi trình diễn. Thì trong King of Rap là chỉ có một mình Woody mang được cho em cảm giác đó thôi. Dạ. Còn bên Rap Việt á, Rap Việt thì em có coi đủ. Tại vì thứ nhất là em coi chung với mẹ em. Đúng rồi. Tại vì có anh Trấn Thành cho nên là mẹ em rất là thích. Nên thì em coi đủ. Thì nếu mà nói về phía quan điểm của em không á, em không xét đến nhiều thứ, em chỉ xét đến là những người mà em đặt tình cảm, có tình cảm nhất cho đến vòng hiện tại. Thì em nói thật luôn là em thấy G-Bucky là người khiến cho em cảm thấy là mình muốn nghe lại cái bài đó. Vô thì mình thì là một người rất là thích xem mấy cái visual chạy trên TV, thì hai chương trình mình đều xem hết. Thì đối với mình thì hai cái chương trình đều có các cái thí sinh khác nhau, các thí sinh cũng có màu nhạc khác nhau nữa. Mình thấy thì bước lên chương trình đó thì đã là một quán quân của bản thân rồi. Trong khi đó mình thì chưa dám bước lên chương trình đó. Thì đối với mình thì mình thấy hai chương trình đều tạo cho những cái thí sinh một cái sự quán quân nào đó nhất định trong một cuộc sống hoặc là một cái mục đích thôi, chứ không phải là quán quân của một cái chương trình. Okay. Ủa, thế nhờ. Và các bạn cũng đã nghe rồi đó, đây là những dự đoán, những cái lời gửi gắm, những tấm chân tình đến toàn bộ thí sinh của King of Rap và Rap Việt, những người đang mang cái trọng trách là quảng bá rộng rãi hơn những cái môn chơi, những cái tâm tư tình cảm của anh em, giống như những người
DCOD ngồi đây đã phải trải qua một thời gian và hôm nay các bạn đã mang lên sân khấu, thì một lần nữa Kamakudi, DCOD thay mặt cho Việt Hip Hop cũng chúc toàn bộ các thí sinh của hai cuộc thi cũng như tất cả các bạn đang có niềm đam mê theo đuổi sự nghiệp rap quyết tâm, và đó sẽ là những nấc thang đưa chúng ta đến tới những giấc mơ xa hơn. Vị rap các bạn cũng biết rồi, nó luôn dẫn mọi người nghe đến những thứ to rộng hơn cả chính bản thân nó nữa. Với cái ca khúc Better Day thì thầy Son 7 và DCOD đã là lập một cái kỷ lục đứng đầu bảng xếp hạng 2 tuần liên tiếp. Và trong tháng 9 này thì ca khúc Pray cũng lại của thầy Son 7 kết hợp với Lil Wayne và Tiff đang đứng đầu bảng xếp hạng. Xin được phép hỏi thầy Son 7 cảm nhận như thế nào về cái dòng chảy của Việt Hip Hop Top 100? Để được mà trong lọt trong bảng xếp hạng mà top 1 2 tuần liên tiếp á, thì phải cảm ơn tất cả các fan, tất cả các anh em đã luôn ủng hộ DCOD cũng như là Soul để mà có vị trí thứ nhất trên cái bảng xếp hạng này. Thì qua cái bảng xếp hạng này là mình mong Việt Hip Hop sẽ tạo điều kiện cho các anh em hip hop trẻ nhiều hơn trong cái bảng xếp hạng này để anh em có cái động lực mà anh em ra được nhiều cái sản phẩm tốt hơn và càng ngày càng tốt hơn để mà chen vô các bạn xếp hạng đó. Yeah. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Xin chân thành cảm ơn DCOD đã cùng đồng hành cùng chúng tôi trải qua những cái giây phút hết sức thư giãn và thú vị. Mong là đi cùng Việt Hip Hop sẽ luôn được các bạn đón nhận, cũng như là sự trở lại của Juno để xoán ngôi thầy Son và tất cả những anh em ở đây đều có cơ hội ném tên mình lên vị trí đầu bảng của Việt Hip Hop Top 100. Các bạn hãy nhớ theo dõi Việt Hip Hop Top 100 nha. Múc đi siêu đi làm cái cipher 20 thằng đứng trên bảng xếp hạng top 1, 20 thằng. khủng. Yes. Và trong cái bầu không khí rất là thân tình cây vườn lá nhà của nhà hàng Sen thì mình có sẽ thỉnh cầu thêm DCOD tặng cho quý khán thính giả của chương trình Đi Cùng Rap Việt một phần trình diễn live rất là cây nhà lá vườn. Các bạn còn chờ gì nữa? Anh em đã sẵn sàng chưa? Ok. Yeah, anh em mình xin đóng góp một tiết mục văn nghệ bài You Know. Bài gì anh? Em thấy là mình còn một chậu nhậu nữa, cho nên là mình chơi bài Lướt Đi Nhanh Chóng đi. Làm việc xong rồi phóng như heo đi đeo răng để hông. Thời tiết mùa hè nóng, sao phải đề phòng khi bọn nó hay ngay ngóng người dầm ngó cách tôi sống là để mong có thể giống. Suy nghĩ và thủ thuật chắc chắn không thể động, tâm đây còn chống lại tụi mày không thể động. Càng kẻ ô luôn có trong ba lô để phòng, cần những điều để làm nóng cái hệ thống. Đi là chúa không thua bọn ông thế giới này. Bận mây mưa với mấy em nảy lửa chứ đâu rảnh mà sớm si với mày. Nếu muốn cắt cổ tụi mày phải chết ngộ sống lâu nhanh chân đi với thầy. Đừng cửa cao trong từ sau không từ cao, tôi chỉ từ cao nên đéo ngại thằng nào. Cơ tao sẽ vào Hải Phòng. Kẹt đi thì phải nóng. Là việc thì phải đồng. Nếu cần là phải hài lòng. Không muốn dài thức dài dòng ai không phải sống cho bán thân khẩu hay kề phô đi xé mình trong miệng mình sẽ nói không ai muốn nhận. Lướt đi nhanh chóng. Lướt đi nhanh chóng. Lướt đi nhanh chóng. Kêu heo đi đeo răn để hông. Làm việc xong rồi phóng như heo đi đeo răn để hông. Làm việc xong rồi phóng như heo đi đeo răn để hông. LD là gì? LD là King. Được chưa?
chơi đi em. Đi cùng em.